bà xã mình ra, giờ nó muốn bẻ, nó muốn rồi cả nhà. Rồi bẻ đi em, bẻ vô trồng bên hông á, mà mưa nước ngập vậy nè, mình chơi ăn rau sạch ở nhà, trồng rau sạch nha cả nhà, nước ngập luôn, quá ngập, quá ngập nè cả nhà. À, bà xã mình nhổ mấy cái này cái vô mình ăn sống luôn á cả nhà, rửa cho anh sạch cái đem vô luôn à, nước nó ngập cỡ mức độ này nè. À, vô đi em ơi, được nhớ đủ em ơi, ăn không hoang không hết đâu, sao sạch lắm á. Được rồi, quá trời nhiêu đây là hai chồng ăn dư bò. Ờ, ngon lành luôn cả nhà. À. Xin chào cả nhà. Hôm nay á là dịch nên á, ở quê của mình á thì cái mùa mưa tới á là sẽ có cá rô đồng. Thì mùa dịch á thì mình cũng không có đi chợ được nhiều. Nên hôm nay á là mình sẽ làm món cá rô kho tiêu ăn với rau luộc. Rau muống này á là của mình trồng, mình đi ra vườn mình hái vô. Thì mình ăn với cá rô đồng kho tiêu, để cho cả nhà cùng đón xem món cá rô đồng ăn với rau muống luộc. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhé, và cho mình một lượt like. Vợ mình mặn xong rồi cả nhà, bây giờ vợ mình chuẩn bị ướp. Đây là củ tỏi, là hành, đó là phải củ đầu hành ớt. Ớt hành để coi vợ mình làm đặc sắc không nha. Đó là rau muống nãy mình ra vườn mình hái đó nha. Cái này là cá rô đồng nha. Cơm gan. Cơm gan hả? Rồi. Là cơm bá đạo nha mình, cơm gan. Cơm khổng lồ. Cơm khổng lồ nè. À, nói này nấu nồi cơm gan này nó có cơm cháy. Nãy em tắt lửa nhỏ quá sao nó chín được. Phải riêu riêu. Mình bị ướp cá đúng không? Đường à? Cho nửa muỗng đường. Đường sẵn ở nhà nên có gì mình vào cá luôn. Không có cá bên đây, em trộn chữ đều à. Cá bên góc em trộn chữ đều cho nó đều. Bữa ớt vô nữa cả nhà. Bài bản quá. Thiệt đỉnh nha. Nay em làm món gì cũng ngon vậy. Cái này mà ăn cơm mấy chừng nào mà cho nó no được. Chứ anh lên ký quá. Cái này là mùa dịch, phải ăn những món này để mình xa, tại mình xa cha xa mẹ mình.
3 tháng nay mình không có được về quê, nên mình làm cái món này để mình nhớ về cha về mẹ. Vậy họ hạ ra rồi. Giờ khèo miếng dầu, miếng tỏi, bỏ vô là bỏ cá vô thôi. Cơm lồ gan phải nói màu chín, lồ gan đụng phỏng tay, lò ghê thiệt. Lò đó ở trên Tây Ninh mới có bán nha đại gia đình, lò gan này nè. Lò bự cũng có nữa. Mình để mình kho cá rồi cũng rất là ngon. Dầu bắt đầu đó là cho nó sôi lên, mình bỏ. Tiên mình bỏ hành tỏi thơm. Giờ mình bỏ cá vô nha cả nhà. Em đổ vô hết luôn. Kêu cá rô kho tộ hay là sao? Tộ có nước còn quẹt quẹt nó thuộc lao chấm. Cái nước này luôn ha. Cho xăng cá vô lên cả nhà. Rồi nước là còn cái nước của nó nè, là mình đút cái nước lạnh ấy vô, trải qua trở lại đổ vô hết luôn. Rồi cho nó xăng cá là bắt đầu mình làm. Đó. Đặc sắc cả nhà. Ở nhà coi nè, đó, nó hơi hơi sang sang lại đó. Để hồi nó rút nước cái nữa. Rồi nhìn con cá nó ngon lắm. Mình thêm chế vô lại thêm một miếng nước. Bây giờ mình đậy nắp lại cả nha. Đậy nắp lại cả 10-15 phút. Rồi em có nêm lại này nữa không? À, cái này là cái nước của nó nè, đó, nước nêm của nó. Nếu mà xong rồi chế cái nước nó vô cái nữa là xong. Rồi cả nhà chờ đón xem nha. Ô, đồ cơm này sắp chín rồi đây. Xôi nè, mau quá. Cơm đồ gan mau cực kỳ luôn á. Lửa chút xíu. Rồi. Ok. Thì tính bỏ 3 thái ớt, hành là bỏ vô ha. Rồi, ok, cả nhà chờ đó xem. 15 phút nữa mình sẽ mở bò bói ra. Nhìn đã đầy không? Trời ơi, nồng cơm này cả nhà. Đó. Này mình ăn gậu dẻo nha. Nên nóng cái nồi này rất là ngon. Nóng cái nồi này nóng chịu không nổi luôn á. Thôi hành giờ mình bỏ nè. Bỏ thêm tiêu vô nữa. Đó. Trời ơi. Ớt trái luôn không em? Ngon quá. Cơm gia đình mình xong rồi cả nhà. Rau luộc nha, rau luộc cá kho rồi nồi cơm. À, mấy đứa nhỏ nó đang ăn luôn con. À. Cơm con ơi. Đang ăn luôn con. Ăn cơm với chung với mình. Giỏi quá. Mà cả nhà ăn cơm. Ăn cả cái món. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình. Đây cái này cá này, cá kho cả nhà. Chế được chị bé. Ôi, chị bé mà được con. Ô ngon quá. Anh tắm cho nó đậm sắc cho. Cho bông cá với bà. Ừ, cho bông ngọt. Ở nhà con có trứng nè. Ngon quá, cái trứng này đẹp. Cái đồ trứng ngon quá.
sao ba không cho ba cá vậy? Ba gắn cá rồi con. Bắn cá, 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 lá, cá, cá. Ê, cài. Ba nghe cài. Con cài không được đâu. Nói vậy dạ, bố không ăn cài được. Rồi, gắp được bé. Tính rồi. Hay là bố ăn chín được không? Ngon cài, ngon cài được mà anh. Cài lắm luôn á. Dạ chứ. Cài lắm em. Đúng rất được. Mẹ ơi, chó con tết. Để xuống ra. Mẹ ơi, cái gì lên mẹ? Ngon không? Ngon được không? Thật ra không? Cài luôn. Ngon. Cái nào có trứng rồi. Đúng không? Khác có trứng rồi. Con nào cũng có trứng. Gắp nữa. Có trứng đó. Wow. Nè, Nguyễn đứng luôn nè. Bật ra. Hả? Lấy cái con cá luôn con. Hả? Ừ, đứng được rồi. Ừ. Ba ơi, ba bo thấy cái này thì chả như miếng thôi. À, anh thành đã miếng hả? Ừ. Từ từ quá rồi. Hôm nay quá bá cháy luôn thiệt. Ba ơi. Mùa dịch như là khỏi chơi. Không qua ba đó. Không qua ba. Lo chừng chừng nào mới dịch. Con cơm đi. Dạ. Con cơm đi. Ở đâu? Trước kia sẽ ăn thịt cá. Ngon quá cả nhà ơi. Cá lô mùa mưa nó béo. Mẹ quá béo luôn. Chữa cho bác sáng cá lô chứ. Rau mà tắm mình đặc sắc rồi chứ. Ăn chín ngon mà ba. Ngon. Mẹ mở cái nhà nè. Ba cho chỉnh ta cái miệng ba. Ngon quá. Phải nói đặc sắc luôn. Nồi cơm khổng lồ nhà mình. Này mày đút cho con nha. Ba chịu ăn rồi. Ừ, ba chịu ăn con. Người lớn đó không chịu đâu. Ừ. Con cá rô nó trứng nè. Wow, cái trứng con cá rô nè. Nè. Bò nó kìa, cái trứng bò nó kìa. Wow. Nó, bò lắm. Chị bé. Wow, bé nó rất là thích ăn cái trứng. Thôi mình xin gác máy ở đây, kết thúc clip để cho thằng con mình nó vô nó ăn chung luôn. Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để vợ chồng mình làm những món ngon gửi đến cả nhà. Bye cả nhà. Bye Bo. Bye.